bộ như thế này, bình ga mini, bình ga như thế này có thể sử dụng cho hơn 2 tháng thử nghiệm đó. Bình ga này có giá 85.000, chứa được là 8 lít khí đó. Và đây là cái máng xe to đó, nếu mà về lắp đặt đúng phương pháp thì mưa nó không có xuống được dưới đây. Đây là cái máng ngủ nè đó, và nếu sử dụng đúng phương pháp thì chỉ cần khoan cái là các bạn có thể đi đó. Và nếu mà dùng phương pháp này, mình có thể là giữ nguyên cái vị trí che tô này trong vòng khoảng từ 3 đến 4 tháng mình mới dời cái vị trí này qua chỗ khác, nên rất là tiện dụng đó. Còn khoan cái mũi, dùng cái máng này chỉ cần khoan cái mũi là mũi 3 ly rưỡi thôi, và tốn một cái lỗ rất là nhỏ trên thân cây như thế này đó. Mình khoan 9 lỗ hàng ngang qua thân cây dưới nắp chóp, và sau đó mình có thể khoan thêm 9 lỗ phía trên nữa đó. Nếu mà mình phun xịt Ridomin tốt thì mình có thể là khoan 9 lỗ phía trên, thì 2 tháng mình mới chuyển vị trí lắp chóp này qua đây tầm khoảng 4 cm rưỡi nữa. Rồi qua đây 4 cm rưỡi thì nó vẫn nằm ở dưới cái máng mũ này, là mình có thể lấy dưới cái máng mũ này trong vòng từ 2 cho đến 4 tháng mình mới cần về đó. Thì chọn bộ sản phẩm như thế này luôn, máng mũ này luôn thì tầm khoảng 12.000, và 10 bộ chung với bình ga mini thì tầm khoảng 200.000 thôi. Và cái khoan này tầm khoảng 300.000 nữa. Cái này thì làm rất là nhiều chức năng trong nhà, như là sửa chữa đồ đạc, sửa chữa điện nước, ống nước gì đó, hoặc là chế đồ chơi. Nó có 15 cấp độ luôn các bạn, 15 cấp độ và đảo chiều đầy đủ hết, đầy đủ chức năng của một cái khoan. Có cân level trên đây luôn. Và khoan này dùng pin nha. Một cái khoan này sẽ khoan được tầm khoảng, với mũi 3 ly rưỡi thì khoan tầm khoảng 1.000 cây, còn với mũi 5 ly rưỡi thì khoan tầm khoảng được 600 cây. Thì mong là các bạn đã có mua cái bộ sản phẩm này để dùng thử trước khi mà mình áp dụng đại trà trong vườn. Xin chào.